Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet mỗi ngày qua podcast, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Bến Tre Bình Nhạc, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Giáo trình hôm nay, Thắng Pháp Abhidhamma, bài 69, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức, cảnh Aramana, phần 4 của 4 phần. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều tự thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết tịch hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hưởng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm để chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến.
Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sơ thu lần thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thượng tọa minh hạnh. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Thầy Siêu, từ vị hoàng hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào thân tôi đẹp đẳng cùng chư tôn đức có mặt ở trung trung. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị Phật tử, để hiểu được cảnh có bao nhiêu tầm biết và mỗi tầm biết bao nhiêu cảnh trong 21 cảnh, đây cũng không phải là chuyện dễ được. Bài học hôm nay chúng ta học phần 4 của 4 phần, nói về cảnh, đối tượng của tâm. Cái phần thứ tư này là cái phần quan trọng. Chúng ta sẽ cố gắng nhớ những con số và nghe giải thích lý do tại sao những tâm đó biết cảnh đó. Để khỏi mất thời gian, bây giờ xin mời cô Nguyễn Tâm Anh đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa dẫn đẳng giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sơ thu lần thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thượng tọa Thầy Siêu. Nội dung hôm nay: giáo trình thắng pháp Abhidhamma, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, cảnh Aramana, phần 4 của 4 phần. 1. Cảnh sắc. Có 48 tâm biết cảnh sắc, 2 tâm nhận thức, 44 tâm dục giới. Còn lại, sau khi trừ ngũ sân thức và 2 tâm diệu trí, 2 tâm nhận thức biết cảnh sắc cố định. 2. Cảnh thân. Có 48 tâm biết cảnh thân, 2 tâm nhị thức, 44 tâm dục giới còn lại, sau khi trừ ngũ sân thức và 2 tâm diệu trí, 2 tâm nhị thức biết cảnh thân cố định. 3. Cảnh khí. Có 48 tâm. Có 48 tâm biết cảnh khí, 2 tâm tỷ thức, 44 tâm dục giới còn lại,
sau khi trừ ngũ sân thức và hai tâm diệu trí, hai tâm tỉ thức biết cảnh khí cố định. 4. Cảnh vị. Có 48 tâm biết cảnh vị, hai tâm tỉ thức, 44 tâm dục giới còn lại. Sau khi trừ ngũ sân thức và hai tâm diệu trí, hai tâm thiệt thức biết cảnh vị cố định. 5. Cảnh xúc. Có 48 tâm biết cảnh xúc, hai tâm thân thức, 44 tâm dục giới còn lại. Sau khi trừ ngũ sân thức và hai tâm diệu trí, hai tâm thức biết cảnh xúc cố định. 6. Cảnh pháp. Có 67 tâm biết cảnh pháp, 41 tâm dục giới, trừ ngũ sân thức và 3 ý giới, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế biết cảnh pháp cố định. 7. Cảnh ngũ. Lưu ý, thực tế đây là gồm năm cảnh mà nói chứ không có cảnh riêng. Tâm biết cảnh ngũ gồm 54 tâm dục giới, hai tâm diệu trí, ba tâm ý giới, hai tâm tiếp nhận, cộng tâm khai ngụ ngôn biết cảnh ngũ nhất định. 8. Cảnh chương đế. Tâm biết cảnh chương đế gồm có 54 tâm dục giới, hai tâm diệu trí, ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng, phi tưởng, 40 tâm siêu thế, 17 tâm vô nhân, trừ tâm khai ý môn, 8 tâm quả trực giới tịnh hảo, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng, 40 tâm siêu thế, biết cảnh chân đế cố định. 9. Cảnh thi thiết. Tâm biết cảnh thi thiết gồm có tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm xử lý dục giới của nhân, 15 tâm sắc giới, trong đó có 2 tâm diệu trí, 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu. 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu, biết cảnh thi thiết cố định. 10. Cảnh dục giới. Tâm biết cảnh dục giới gồm 54 tâm dục giới, 2 tâm diệu trí, 17 tâm vô nhân, trừ tâm khai ý môn và 8 tâm quả dục giới, hữu nhân biết cảnh dục giới cố định. Cảnh đáo đại. Tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm xử lý dục giới hữu nhân, 2 tâm diệu trí, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng, biết cảnh đáo đại cố định. 12. Cảnh niết bàn. Tâm khai ý môn, 8 tâm xử lý dục giới tịnh hảo hợp trí, 2 tâm diệu trí, 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế biết cảnh niết bàn cố định. 13. Cảnh danh pháp. Tâm biết cảnh danh pháp gồm có 41 tâm dục giới, trường ngũ sông thức và 3 ý giới, 2 tâm diệu trí, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng, 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng, 40 tâm siêu thế biết cảnh danh pháp cố định. 14. Cảnh sắc pháp. Tâm biết cảnh sắc pháp gồm có 54 tâm dục giới và tâm diệu trí,
ngũ sông thức và ba ý giới biết cảnh sắc pháp cố định. 15. Cảnh quá khứ. Tâm biết cảnh quá khứ gồm có 41 tâm dục giới, trường ngũ sông thức và ba ý giới, hai tâm diệu trí, ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng, phi phi tưởng, ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng, phi phi tưởng, biết cảnh quá khứ, cố định. 16. Cảnh hiện tại. Tâm biết cảnh hiện tại gồm 54 tâm dục giới, hai tâm diệu trí, ngũ sông thức và ba ý giới biết cảnh hiện tại cố định. 17. Cảnh vị lai. Tâm biết cảnh vị lai gồm 43 tâm dục giới, trường ngũ sông thức và ba ý giới, hai tâm diệu trí, không có tâm biết cảnh vị lai cố định. 18. Cảnh ngoại giới. 18. Cảnh ngoại thời. Tâm biết cảnh ngoại thời gồm có tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm xử lý dục giới, phụ nhân, 15 tâm sắc giới, trong có 2 tâm diệu trí, 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu, 40 tâm siêu thế. 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu, 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại thời, cố định, tâm ngũ thiền sắc giới. Khi không là tâm chủ trí, thì biết cảnh ngoại thời nhất định. 19. Cảnh nội phần. Tâm biết cảnh nội phần gồm có 54 tâm dục giới, 2 tâm diệu trí, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng, phi phi tưởng, biết cảnh nội phần cố định. 20. Cảnh ngoại phần. Tâm biết cảnh ngoại phần gồm có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, trong đó có 2 tâm diệu trí, 3 tâm không vô biên, 40 tâm siêu thế. 15 tâm sắc giới, trong đó có 2 tâm diệu trí, 3 tâm không vô biên, 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại phần cố định. 21. Cảnh nội và ngoại phần. Đây là cách nói gom chung hai cảnh nội và ngoại phần. Không có cùng lúc biết cả hai cảnh nội và ngoại phần. Dạ vâng, giờ đây chúng con thành kính thỉnh lễ và cung thỉnh thượng tọa trước đảng Từ Bi Hoan Nghệ. Từ Bi Hoan Nghệ giảng dạy nội dung vừa đọc. Nam mô Phật Thầy Giáo. Cảm ơn cô Mỹ Tâm Bình nha. Kính đại lễ chư Tổ Tổ Sư, đại lễ chư Tôn Đức Thân Giáo, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi đi vào bài giảng hôm nay, xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe được, xin Thượng Tọa Hoan Nghị cho biết. Bởi vì có một việc muốn thưa với Thượng Tọa Tuệ Siêu. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Thưa quý vị, thật ra thì ông Dạ Vân, bà Sư Minh Sư Đệ muốn đề nghị đó. Thay vì mỗi khi chúng ta giảng là Sư Đệ giảng phần đầu, rồi giảng xong rồi tới Sư Minh giảng. Nhưng mà hôm nay 21 cảnh đó, không biết Sư Minh có hoan hỷ là mình xen kẽ với nhau. Ví dụ Sư Đệ giảng một cảnh xong Sư Đệ ngừng lại, rồi thỉnh Sư Minh, rồi Sư Minh giảng xong Sư Đệ ngừng lại. Thì như vậy đó là một vị không có chờ quá lâu và đồng thời chúng ta thay đổi không khí một chút cũng biết. Sư Minh có đồng ý như vậy không? Thì xin sư Hoan Nghị cho biết.
Dạ, sa thú. Như vậy là sư đệ sẽ thỉnh sư huynh giảng về năm cái thức trước, giảng thức, chỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà trước khi giảng về năm thức này thì sư đệ sẽ nói một vài điều với quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, một cái đặc điểm mà của thắng pháp đó là chúng ta có rất là nhiều cơ hội trở đi trở lại những cái ý nghĩa, những con số. Đồng ý rằng một phương diện nào đó thì thắng pháp đòi hỏi chúng ta phải học những con số tương đối hơi khô khan, và đôi khi mà chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều điều tương đối là khó hiểu. Nhưng mà bù lại đó thì ở trong những môn các thường mà chúng ta học rồi chúng ta đi qua thôi. Còn thắng pháp thì lặp đi lặp lại, bởi vì sư trưởng thường có hay khuyến khích chư tăng là nói pháp thì cho nhường miệng, nhưng mà suy nghĩ pháp cho nhường ý. Và suy nghĩ chung nhường ý, tức là cũng nhiều đề tài đó mà chúng ta có thể nhìn thì những có khoảnh khắc nhau thì nó lời lạc. Bài học hôm nay là một ví dụ tiêu biểu, là bởi vì chúng ta sẽ đi một loạt qua các con số, nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy những con số này nó lợi lạc cho chúng ta lắm. Chỉ có vài điều mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử. Thứ nhất là cái tên gọi. Cái tên gọi đây là một cái chuyện mà đặc biệt ở trong thắng pháp. Một cái tâm có thể rất là nhiều tên gọi. Thí dụ như chúng tôi nói chuyện bên tòa thầy siêu thì có khi mình nói rằng tâm dục giới tịnh hảo, thì khi nói tâm dục giới tịnh hảo thì chúng ta biết được đó là có tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám tâm đại tốt. Nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi đó là những tâm hưởng nhân cũng được, và tâm dục giới tịnh hảo hưởng nhân cũng được. Tại vì nó có cái thứ tâm, thí dụ tâm duy tác. Duy tác có thứ duy tác vô nhân, duy tác hữu nhân. Và thật ra chúng ta gọi là tâm duy tác hữu nhân thì biết là tám tâm đại tốn. Còn nếu chúng ta chỉ nói tâm duy tác dục giới thì có thể là tâm duy tác vô nhân, cũng thể tâm duy tác hữu nhân, thí dụ như vậy. Vâng, nó cũng có một vài cách gọi ở đây mà nó hơi xa lạ với quý vị một chút, nhưng mà nó gọn. Thí dụ thay vì chúng ta nói rằng tám tâm thiện, rồi tám tâm duy tác duy biết tịnh hảo, thì hai tâm đó chúng ta gom lại thành ra 16 tâm xử lý, hay là ta 16 tâm động tốc dùng giới tịnh hảo. Và gọi thì dần dà chúng ta phải có lập quen với cái này. Hay là có những trường hợp mà chúng ta nói nhiều về hai tâm tiếp thu và tâm kháng ngũ môn, thì nó hai tâm tiếp thu kháng ngũ môn thì nó lại tương đối, nó hơi dài, ta nói ba tâm ý giới. Dạ, ba tâm ý giới, tại khi mình nói nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân tỷ giới là ý giới đó. Thì cái ý giới đó là tâm hai tâm tiếp nhận, hai tâm tiếp thu, hai tiếp nhận và bây giờ thì nó cũng có vài trường hợp tương đối nó hơi rắc rối, và hơi rắc rối mà chúng ta phải hiểu. Ví dụ như ở trong 15 tâm sắc giới, ở trong 15 tâm sắc giới thì chúng ta có tâm ba tâm sơ thiền, ba tâm nhị thiền, ba tâm tam thiền, ba tâm tứ thiền, ba tâm ngũ thiền, tổng cộng là 15 tâm. Nhưng mà trong 15 tâm đó thì trên nguyên tắc bình thường thì cả 15 tâm đó đều biết cảnh của thiền sắc giới, biết cái thiền, chúng ta gọi là cái thiền xứ sắc giới, và thiền xứ sắc giới đó là cảnh thi thiết, thi thiết, cảnh là cái khái niệm chế định chứ không phải chân đế. Tuy nhiên trong ba cái tâm ngũ thiền thì quý vị có hai tâm là tâm
thiện ngũ thiện sắc giới là tâm di tắc ngũ thiện sắc giới, tức là một cái tâm ngũ thiền của người phàm và thánh tử học, và cái tâm ngũ thiền của vị A-la-hán. Thì hai cái tâm này đó, nó lại có cái tên khác gọi là hai tâm diệu trí hay là hai tâm thông. Nhưng mà không phải lúc nào hai tâm này nó cũng là tâm thông, như chúng tôi có giảng lúc trước đó, ở trong bài học trước. Đây là cái niệm là một vị chứng ngũ thiền sắc giới, là tối thiểu thì ngũ thiền giới, mà muốn luyện thần thông thì vị đó phải luyện riêng. Dạ, phải luyện riêng. Mà hôm trước chúng tôi nói rằng ví dụ một người học bác sĩ, ra là bác sĩ rồi, ta nói bác sĩ tiến sĩ trình độ cao rồi, nhưng mà muốn đi dạy thì học thêm fellowship 2 năm nữa ví dụ. Thì ở đây những vị mà muốn luyện thông, luyện những cái thần lực siêu nhiên như là thiên nhãn, thiên nhĩ vân vân, thì vị đó phải dùng cái tâm ngũ thiền, tâm ngũ thiền hoặc là tâm thiền ngũ thiền, mà tâm di tác ngũ thiền trong trường hợp của A-la-hán, tâm thiền ngũ thiền trong trường hợp phạm nhân thành thượng học. Thật ra hai cái tâm đó gọi là hai tâm diệu trí hay là hai tâm thông, cái thực sự thường gọi là hai tâm thông. Thì hai cái tâm này nó có một cái chuyện như vậy, là đã gọi là tâm diệu trí thì biết là cảnh nào cũng biết được hết, và cảnh nào cũng biết được, ngoại trừ nó bị giới hạn bởi cái gọi là thánh quả. Và như chúng tôi nói rằng có trong cái tâm diệu trí của người phàm thì không biết được bậc thánh, thánh thấp không biết thánh cao. Như là ngay cả ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên có thần lực siêu nhiên là bị hoàn toàn giải thoát, nhưng mà có những cái trạng thái tâm của Đức Phật các vị không hiểu hết. Không phải là tất cả đều không hiểu, nhưng mà có những cái các vị không có đọc được. Thì hai cái tâm ngũ thiền mà gọi là có trường hợp gọi hai tâm ngũ thiền là hai tâm diệu trí đó, thì nó lại là một cái chuyện nó hơi gút mắt cho chúng ta. Dạ, hơi gút mắt. Tại vì sao vậy? Tại vì có khi ví dụ như chúng tôi nói rằng tâm mà biết cảnh thi thiết hay là cảnh chế định hay cảnh tục đế đó, là gồm có 15 tâm thiền sắc giới, bởi vì trên căn bản thì các cái thiền xứ và của sắc giới đều là cảnh của khái niệm hết, nhưng mà ở trong đó lại kẹt có hai tâm diệu trí. Hai tâm diệu trí thì cảnh sắc tinh khí vị cảnh chân đế gì nó cũng biết được. Nên trong trường hợp thì nó cũng có một chút hoài, tại khi mà chúng ta đọc về những con số đó, lâu lâu quý vị thấy chúng tôi có mở quần đường chấm á, thì ở trong đó là cái đó phải nói thêm và phải nói kỹ, phải nói lại, bởi vì chúng ta nói chung như vậy. Dạ. Và thưa quý vị đọc rất là nhiều cái giáo trình, ở trong giáo trình đó thì hay đưa ra cái chuyện rất là lộn xộn là tâm biết cảnh cảnh nào đó mà cố định, rồi tâm biết cảnh nào đó bất định, nó phải xé nhỏ ra. Dạ, những cái cố định cái bất định thì phải xé nhỏ. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta nói về cái tâm mà biết cảnh ngủ và sắc tinh cái vị xúc thì ba ý giới nó là biết về cố định. Nhưng mà rồi những cái khi mà chúng ta nói tâm dục giới đó thì có những cái tâm khác nó cũng biết, mà nó biết cái bất định. Thì bây giờ ở đây chúng tôi phải sử dụng một cái trường hợp mà đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi, mà nói chuyện này ra có lẽ là nhiều vị rất là khó tin. Là chúng tôi có gặp một vài người quen đó, người đó cứ bị lộn hoài khi học tiếng Anh, không biết là bên phải là left hay right, hay là bên trái là left hay right. Cũng giống như nhiều người Việt Nam không biết là tả hữu thì tả hữu, tả là bên phải bên trái, hay hữu bên phải bên trái. Mình nhớ một lúc hai thứ nó mệt lắm. Ra mấy vị nói là con nhớ được nhiều chuyện cái này khó nhớ, thì chúng tôi nói đừng có nhớ hai cái, nhớ một cái thôi. Dạ, ví dụ mình nhớ là left, dạ left là bên trái, nhớ một cái thôi, còn gì không cần nhớ được nhớ thôi. Hay là nhớ, rồi nếu mình thích nhớ là right là bên phải thì nhớ một thứ thôi, còn cái không cần phải nhớ, còn mình phải nhớ lúc hai thứ thì nó tiền. Thành ra chúng tôi thưa rằng cái cách đó chúng tôi đáp dụng ở đây một cách là chúng tôi thêm một cột chú thích.
ở trong cái cuộc chú thích này đó thì chúng tôi chỉ để là ghi chú lại. Ví dụ như mình nói là cái cảnh cảnh chân đế hay là cái tiêu dùng mình nói cảnh quá khứ của bao nhiêu tâm biết, thì chúng tôi liền kê một dốc, thì chúng tôi nói là ở trong những cảnh đó thì chỉ có thức vô biên và phi tưởng phi tưởng, và những tâm đó nó nhìn lại tâm không vô biên và nhìn lại tâm vô sở hữu, thành ra những tâm đó biết cảnh quá khứ mà có nhất định. Thì khi mà chúng ta đọc biết cảnh quá khứ nhất định đó thì quý vị hiểu sao tất cả phần còn lại là biết một cách bất định, là ở đây ngoại trừ ngoài những con số nó còn có những khái niệm. Và trong trong cái chuyện mà này đó thì nó lại có cái cố định là bất định. Hôm trước chúng tôi nhớ là từ đoạn từ xưa có dùng cái chữ mà chắc chắc từ đoạn sẽ xài, thì như từ đoạn biết em là biết chuyên môn, nhờ tâm cái chuyên môn và không chuyên môn là đại khái là như vậy. Nên quý vị nên để ý về những cái khái niệm, mặc dù con số nằm đó đó, nhưng mà rồi có những con số cố định và bất định. Còn tâm ngũ thiền và dự trí thì nó cũng có nó có vấn đề mà chúng ta phải phải nói rõ, nó rộng thêm. Trên nguyên tắc là tâm dự trí là thể biết tất cả, nhưng mà không có nghĩa rằng một cái tâm ngũ thiền mà không có luyện thông có thể biết được tất cả. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Do vậy như chúng tôi muốn nói tại sao hai tâm tiếp nhận và tâm khai ngũ môn chúng ta gọi là ba tâm ý giới. Dạ, thì cái đó là cách nói gọn, hay là mình nói đó là tâm xử lý dục giới tình hảo, thì mình biết là nó là tám tâm thiện và tám tâm gì đó, thì nó lại thêm một cái nhãn, nó thêm cái gì tên gọi. Và khi mình nói như vậy là có nhiều lúc mình chán quá, mình nói ô cái này nói nghe những con số đã mệt rồi, danh từ dài dòng đúng cũng mình mệt rồi, không muốn làm nữa. Nhưng mà chúng tôi xin quý vị là mình học á, mình học cái rất là nghiêm túc, và cái nào nghe lạ thì mình hỏi, tại vì chúng tôi đã từng gặp có những vị đó và họ học thắng pháp thời gian dài và họ cũng ủa sao trong 21 tâm không có nói đến hai tâm dự trí, mà bây giờ đây hai tâm dự trí đâu, ở đâu bỏ lọt vô đây, ví dụ rất là tội nghiệp. Bây giờ thì sau một vài điều nhắc đầu tiên thì xin được kính cung thỉnh thượng tọa từ siêu Hoa Kỳ mở đầu bài học ngày hôm nay để giảng về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Và trong năm cái cặp thức đó thì mỗi một cái cặp như vậy họ biết bao nhiêu cảnh và lý do tại sao. Xin kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái đề tài thử tội nó cũng nêu lên thì chúng tôi sẽ giảm thức khác, vì ở trong bài học của chúng ta đó, là chúng ta đang trong bài học này thì tôi giới tổng nói đến cảnh có bao nhiêu tầm biết. Còn trường hợp mà thượng tọa giới đẳng yêu cầu chúng tôi giảm về tâm nhãn thức nhĩ thức đó, thì cái đó là tâm biết bao nhiêu cảnh, cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Mà ở trong bài học đó thì không có cái trường hợp nào ghi là tâm biết bao nhiêu cảnh. Thí dụ như tâm nhãn thức thì nó vừa biết cảnh sắc là một, cảnh dục giới là hai, cảnh trần đế là ba, vì cảnh sắc nó là chân đế. Rồi cảnh sắc pháp, rồi đó cảnh sắc đó nó thuộc cảnh hiện tại,
cảnh nội phần. Đó bao nhiêu đó, tâm nhận thức biết bao nhiêu đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ học sao? Còn bây giờ thì chúng ta cứ theo bài học, quý vị theo dõi bài học được. Không biết là các Phật tử chúng ta đều có bài học sẵn sàng hay là chỉ có trong ba điều hành các vị MC mới có bài. Dạ. Dạ, cảm ơn sư đệ. Như vậy thì chúng tôi giảng về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh ngũ. Chúng ta sẽ học về tâm, biết bao nhiêu cảnh thì chúng ta sẽ học từ sau. Như vậy thì từ sau chúng ta sẽ học phần năm trong của năm phần, năm của năm phần. Ở đây thì quý vị trước hết cảnh sát là những gì mà mắt thấy được. Và cảnh sát ở đây, nếu mà nói trên phương diện chân đế thì cái gì nó thuộc về màu, còn nếu mà chúng ta nói về cái hình thức như là vuông tròn, dài ngắn, cao thấp, tất cả những cái đó, đó là hình thức chế định. Cho nên ở đây cảnh sắc đơn thuần chỉ là màu, nó phản chiếu lại với thần kinh nhãn. Cũng giống như khi mà chúng ta chụp, người ta chụp X quang thì hễ cái gì mà nó bị cản lại với X quang thì cái đó nó mới hiện ra. Cho nên khi mà chụp X quang là người ta không có cho mình mặc áo có cài nút hoặc là đeo bông tai hay đeo dây chuyền, bởi mấy thứ đó nó cản quang. Khi mà ra hình đó thì bác sĩ họ đọc cái phim đó, người ta khó nhận biết được cái nào là cái tì vết của xương hay là của phổi, người ta khó nhận biết. Thì cái mà nó cản đó, thì cái đó giống như cảnh sắc, đơn thuần là như vậy. Và cảnh sắc ở đây chính là cảnh duyên. Cảnh sắc đó nó làm duyên trợ cho tâm lộ ngũ môn, cho tâm lộ ngũ môn khởi lên đến với cảnh sắc. Thì ở đây trong bài học của chúng ta
Nói một cách tổng quát là cảnh sắc có được 48 tâm biết, tức là 2 tâm nhận thức, 44 tâm tuyệt giới ngoài ngũ xung thức. Rồi thêm 2 tâm thần thông nữa, 2 tâm diệu trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao 48 tâm này biết cảnh sắc. Ở đây thưa quý vị, riêng về 2 tâm diệu trí, 2 tâm thông, thì 2 tâm đó chính là hai tâm ngũ thiền, hai tâm động lực ngũ thiền, sắc giới, tức là tâm thiện ngũ thiền, sắc giới và tâm tốn ngũ thiền sắc giới. Một vị khi đã đắc được ngũ thiền, đắc tới ngũ thiền, tức là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tới ngũ thiền đó, vị này muốn hiện thông để mình nhìn thấy cảnh sắc, thấy cái hình dáng của vị chư thiên hay là hình dáng của các loài Atula, ngạ quỷ, thì vị đó phải nhập thiền cơ gọi là Chana Paraka, gọi là thiền cơ. Thiền cơ đây là ngũ thiền, rồi vì đó hướng tâm muốn biết được, muốn thấy được cảnh cái sắc đó, thì vì đó mở mắt nhìn là thấy. Thì tất nhiên cái tâm diệu trí nói chung là muốn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều phải do, là phải nhờ cái sự trợ lực của thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Quý vị nhớ chưa đó? Dầu cho đắc ngũ thiền nhưng mà vị đó bị mù mắt thì vị đó không thể nào có thiên nhãn được, đến là chọc không có. Cho nên chúng ta phải chú ý chuyện. Bây giờ chúng ta trở lại với 46 tâm. Biết cảnh sắc. Đó là 46 tâm dục giới. Ngoại trừ ngũ xung thức. Ở ngoại trừ ra bốn đồ thức là nhĩ thức, đôi trĩ thức, đôi thiệt thức, đôi thần thức. Bởi vì nhĩ thức, trĩ thức, thiệt thức, thân thức, bốn đồ thức này là tám thứ tâm đó. Bốn đồ thức này nó không biết được cảnh sắc. Cho nên trừ còn hai cái tâm nhãn thức thì biết cảnh sắc nhất định, nhưng cảnh sắc nhất định còn lại 44 tâm dục giới, ý giới, ý thức giới thì nó biết bất định. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích tại sao. Chúng ta ráng học kỹ cái cảnh này thôi. Những cảnh sau thì chúng ta nhẹ chút xíu vì chúng ta đã hiểu rồi. Ở đây thưa quý vị,
cảnh sắc, nghĩ hiện khởi ngang qua nhãn mục chấp khúc đoạn đó, qua nhãn mục, và nhãn mục đó chính là con mắt. Và khi mà mắt còn tinh, tức là còn sáng chứ không bị hư, không bị mù, thì mắt đó nó sẽ đối chiếu với cái, với cảnh sắc. Từ lúc giờ một diễn trình tâm hay độ trình tâm, nhãn môn sẽ khởi lên, khởi lên đầy đủ. Nó có 17 sắc na, nhưng mà nó chỉ có 7 sở thôi, 7 thanh á, 7 cái vị trí ở trong tâm lộ. Trước tiên là tâm khai ngũ môn, khởi lên để mở ngõ cho các cái tâm lộ khác biết cảnh sắc. Và do vậy cho nên cũng gọi tâm khai ngũ môn là tâm biết cảnh sắc. Nhưng mà sở dĩ tâm khai ngũ môn đó, cái ý giới tối phu nhân này, ý giới tối phu nhân là tâm khai ngũ môn. Quý vị nhớ cái tên gọi ý giới tố vô nhân, còn tâm khai ý môn thì gọi là ý thức giới tố vô nhân, ý thức giới mano vinyana thatu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ ý giới tố vô nhân nói như vậy là chúng ta phân biệt được hai tầm tiếp thu. Hai tầm tiếp thu nó không phải là ý giới, nó là ý giới nhưng mà nó là quả. Ý giới quả vô nhân là hai tầm tiếp thu, mà ý giới tối vô nhân là tầm khai ngũ môn. Cái từ phải xài để chính xác cái thứ gì nó có tên Pali gọi hết. Trong thanh tịnh đạo thì ngài Bố Thất Khô Sáng ngài nói cái tên này rất là kỹ, nhưng mà ở đây không có thời giờ, bởi vì trong 2 tiếng đồng hồ chúng ta phải giải quyết cho xong 21 cảnh, cho nên chúng tôi chỉ nói đại loại là như vậy thôi. Thì trong khai ngũ môn nó sanh khởi trong cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, môn được thiệt môn, được thân môn. Tâm khai ngũ môn đó, nó vừa biết cảnh sắc, có khi biết cảnh thân, có khi biết cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cho nên nó gọi là tâm bất định. Nghĩa là nó không có nhất định biết cảnh nào, không có cố định biết cảnh nào nó cũng biết. Rồi sau, rồi kế tiếp cái tâm khai ngũ môn đó là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức này có thể là một trong hai nhãn thức, là nhãn thức quả thiện hoặc là nhãn thức quả bất thiện. Nếu gặp cảnh xấu thì cái tâm nhãn thức đó nó chỉ biết duy nhất có cảnh sắc, nó không thể biết được cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ. Do đó cho nên hai tâm nhãn thức này được gọi là biết cảnh sắc nhất định.
hay gọi là cố định, gọi là lý do tác. Rồi tiếp theo tâm nhận thức thì sẽ có hai ý giới quả vô nhân, tức là hai tầng tiếp thu sau mình thấy trần nắng. Một trong hai nó sẽ khởi lên ở cái vị trí này. Nếu nhận thức là quả bất thiện thì tâm tiếp thu sẽ là quả bất thiện. Nếu nhận thức là quả thiện thì tâm tiếp thu sẽ là quả thiện. Rồi hai tâm tiếp thu này không những biết cảnh sắc khi mà nó sanh khởi ở trong lộ nhãn môn, lộ tâm nhãn môn, mà nó cũng sanh khởi trong lộ tâm nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, để biết cảnh thân, định kỷ, khí cảnh, biển cảnh xúc nữa. Do đó hai tâm tiếp thu này được gọi là tâm biết cảnh sắc bất định hay là không nhất định là chuyên môn biết cảnh sắc, mà nó còn biết cách khác nữa. Chỉ có hai tâm nhãn thức mới chuyên môn biết cảnh sắc thôi. Tiếp theo hai tâm tiếp thu đó sẽ là tâm quan sát santirana. Chúng ta có nhiều tên gọi cho chữ santirana, quan sát, hay tâm thẩm tấn, hoặc là thẩm tra, hoặc kiểm tra. Hai tâm này, một trong hai tâm này nó sẽ khởi lên tiếp theo cái tâm tiếp thu, và nó thuộc về ý thức giới vô nhân, ý thức giới quả vô nhân. Nói đó là ba tâm quan sát, nhưng kỳ thực khi mà nó sanh khởi trong lộ nhãn môn thì nó chỉ hiện khởi ở cái vị trí này trong lộ trình tâm là một trong ba thôi. Thí dụ như là mắt thấy cảnh sắc xấu thì nhận thức quả bất thiện sanh lên, tiếp thu quả bất thiện sanh lên, kế đó là tâm quan sát quả bất thiện sẽ sanh lên tiếp. Nếu như mắt thấy cảnh sắc tốt đẹp thì khi mà nhận thức quả thiện sanh lên rồi diệt, tiếp thu quả thiện sanh lên rồi diệt, tiếp đó nếu mà cảnh sắc tốt đó mà tốt thường đó thì tâm quan sát quả thiện thọ xả sanh lên. Và nếu như cảnh sắc đó rất tốt, đặc biệt tốt, thì ở vị trí này sẽ là tâm quan sát thọ hỷ. Tâm quan sát thọ hỷ. Ở đây cũng nói thêm cho quý vị là hãy chúng ta nói tâm quan sát thọ xả thì chúng ta không dừng lại đến đó được, bởi vì quan sát thọ xả có hai, quả bất thiện hay là quả thiện. Cho nên khi chúng ta nói tâm quan sát thọ xả thì phải nói là quả bất thiện hay quả bất thiện hay là quả thiện. Còn khi mà nói quan sát thọ hỷ thì chúng ta dừng lại chỗ này được, khổ nói là quả thiện, bởi vì không thể nào quả bất thiện, quan sát quả bất thiện có thứ tâm nào thọ hỷ hết. Cho nên chúng ta hạn chế nói thêm cái từ ghép, không phải lúc nào chúng ta cũng nói đến đủ. Nó đủ có đôi khi cũng thừa. Thí dụ như chúng ta nói sông Cửu Long, sông Mê Công là Mê Công,
xong thì lấy cái tên ở phía sau thôi. Còn chúng ta nói Cửu Long Giang thì chúng ta khỏi nói xong Cửu Long Giang. Chùa Viên Giác hay là Viên Giác Tự chứ không thể nào là chùa Viên Giác Tự được. Nó thừa, hả, tự là chùa là tự, cho nên chúng ta không có cần nói thêm. Cho nên cái cách dùng từ ở trong cái thuật ngữ và học thắng pháp nó cũng khó lắm các quý vị. Bây giờ chúng ta nói tiếp là sau cái tâm quan sát đó, sau cái sát na quan sát đó, tiếp đến là một sát na tâm mà trong lộ trình nó mang tên gọi là Wotapanna, tức là tâm phân đoán hay là tâm đoán định. Chữ Pali thì thống nhất là Wotapanna, nhưng mà chữ Việt thì chúng ta xài tùy theo thời kỳ dịch. Như hồi xưa ngày Hòa Thượng này, Ngài Hòa Thượng trên sự ngày dịch là tâm phân đoán, rồi sau đó ngày xưa là tâm đoán định. Đó định cảnh hay phân đoán cảnh. Cái tâm phân đoán này đó, nó là tâm gì? Nó là tâm ý thức giới tố vô nhân. Mà tâm ý thức giới tố vô nhân là tâm nào? Chính là tâm khai y môn. Tâm ý thức giới tố vô nhân thọ xả là ám chỉ ngay cho cái tâm khai y môn. Nói như vậy để cho quý vị phân biệt là tâm sinh tiếu thì gọi là tâm, cũng là tâm ý thức giới vô nhân. Ý thức giới tố vô nhân nhưng mà thọ hỷ là tâm sinh tiếu. Ở trong Thanh Tịnh Đạo dùng cái từ nó dài lắm cho quý vị. Còn chúng ta nói riêng lẻ thì chúng ta chỉ nói là tâm khai y môn được rồi. Tâm khai y môn nó có cái vai trò là nó phán đoán cảnh, phán đoán cảnh sắc, cho nên nó biết được cảnh sắc. Nhưng mà khi mà nó làm việc phán đoán cảnh với cảnh sắc thì gọi là biết cảnh sắc. Nếu nó tâm khai y môn ở trong lộ nhãn, lộ nhĩ, được lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thì nó biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết được đó. Do đó cho nên nó cũng thuộc về tâm biết cảnh sắc, không cố định. Thật ra đó, chuyện anh biết về ta, chúng ta dịch, chúng ta thích xài cái chữ không cố định, nó hay hơn là cái chữ bất định. Thí dụ như khi nói đến Michata Nijata Thamma là pháp tà cho quả cố định, Samatta Nijata Thamma là pháp chánh cho quả cố định, rồi ở phía sau Anijata Thamma chúng ta không thể pháp bất định được. Bất định có nghĩa là khi biết khi không, khi cho quả khi không mới là bất định. Mà trong khi đó chi pháp thì lấy sắc pháp và niết bàn luôn cũng gọi là Anijata Thamma. Cho nên cái chỗ này chúng ta nói là phi cố định, tức là nó phi hai cái điều chánh và tà ở trên, nó không phải là hai cái pháp trên thì gọi là Anijata. Cho nên tùy theo chỗ mà chúng ta dịch là cố định ở phi cố định hay là tùy theo chỗ chúng ta gọi là bất định. Trở lại chúng ta đi hơi xa rồi, quý vị bỏ cái đó đi. Thì bỏ cái này để học sau. Chứ chúng ta đi theo thì chúng ta mất dấu. Trở lại là sau cái tâm phân đoán là sẽ đến cái tâm động lực.
mà thượng tọa giới đẳng gọi là tâm xử lý. Ngài hòa thượng tịnh sự ngài dịch là tâm động lực. Có khi hồi trước xưa thì ngài dịch là tâm thực, ngài xài là tâm thực là ăn. Sipo bồi nói theo Thái là ăn hoài hoài đó. Bởi vì nó tâm thực này sanh khởi bảy sát na lần, bảy lần. Cũng giống như một người mà họ ăn, họ lụm trái xoài nhặt lên, sau khi họ xem xét đó là cái xoài, là quan sát, rồi họ phán đoán cái này ăn được, rồi họ cạp 7 lần, họ cắn 7 lần cái xoài đó. Cho nên châu bánh nắng dịch là tâm thực, nhưng mà đúng rồi thì châu bánh nắng nó không có nghĩa là thực, chỉ châu bánh nắng có nghĩa là chạy nhanh, gọi là tốc lực hay là tốc hành. Ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch là tốc hành tâm, sao nó phải có cái sức mạnh động cũng là nhanh, cho nên gọi là động lực động tốc hành, hay là cái tâm thực hay là tâm xử lý cũng được. Như chúng ta xài thì châu bánh ái, thì châu bánh ái này có bao nhiêu tâm? Ở cái giai đoạn châu bánh ái thì biết cảnh sắc đó 12 tâm bất thiện, động lực bất thiện, một trong 12 tâm bất thiện nó cũng sanh khởi ở đây được để biết cảnh sắc, tức là 8 tham 2 sân 2 si. Hoặc 8 tâm đại thiện cũng sanh khởi ở đây được, một trong 8 tâm đại thiện sanh khởi ở đây được. Hoặc một trong 9 tâm động lực tố, tức là 8 tâm đại tố, hay là chúng ta nói đại tố là chúng ta biết đó là tố biệt giới hữu nhân, là tâm vị, tâm biệt giới của vị A La Hán làm động lực đó. Rồi tâm ưng cúng sinh tiếu, tâm ưng cúng sinh tiếu này nó cũng là cái tâm động lực, tâm cho quán ác được. Cho nên đối với vị A-la-hán thì cái giai đoạn động lực trong lộ tâm nhãn môn thì nó có, thì có một trong 9 tâm tố động lực dục giới. Còn nếu mà phàm phu chúng ta hay là bậc hữu học, bậc hữu học thì có một trong 8 tâm thiện, hoặc là tâm bất thiện ly tà kiến. Còn đối với phạm phu chúng ta thì có 12 tâm bất thiện với 8 tâm thiện là 20, cộng với 9 tâm tố nữa là 29. Một trong 29 tâm động lực này nó sẽ làm cái việc gọi là xử lý cảnh sắc, biết cảnh sắc ở trong cái lộ trình tâm nhãn môn. Thì do đó chúng ta cần phải hiểu rằng cứ mỗi một sát na tâm như vậy đó, dầu cho 7 động lực nhưng mà nó chỉ khởi lên lặp đi lặp lại một trong 29 động lực. Ví dụ như cái lộ tâm đó, tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, nó làm bị động lực thì sát na thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, nó không đổ tâm khác được. Rồi một trong 12 tâm bất thiện hay là một trong 17 tâm tịnh hảo dục giới, 8 đại thiện, 9 tố.
cái động lực tố. Chút xíu chúng ta sẽ thống kê lại. Cũng biết cảnh sát, nhưng mà cảnh tranh cũng biết, 29 trong động lực này, cảnh sát cũng biết, cảnh tranh cũng biết, cảnh khí cũng biết, cảnh vị cũng biết, cảnh sức cũng biết. Do đó cho nên mới gọi là biết phi cố định hay là biết không cố định, biết không nhất định. Rồi nếu như cảnh sắc đó quá lớn, Atimahantang Aramanang, cảnh quá lớn, cảnh sắc quá lớn, thì nó còn dư, cũng giống như người mà cạp trái xoài 7 lần, 7 miếng mà còn dư, còn dư chút ít thịt, cơm xoài ở trên hạt xoài, người đó mới cạp hai lần nữa, cũng như ăn mót đó, ăn mót hai lần nữa, thì chúng ta gọi tát đa la ma đá. Thì cái tâm tát đa la ma đá ở trong lộ trình tâm gọi là cái tâm hưởng dư hưởng, hay là cái tâm na cảnh, hoặc là đồng sở duyên, vân vân. Ngài Hòa Thượng định sự ngày nói cho đơn giản là tâm mót là biết rồi. Thì ở cái chỗ tâm mót này, cái tâm dư hưởng này nó chỉ là một trong 11 tâm, tức là 8 tâm đại quả, tức là 8 quả dục giới hữu nhân và 3 tâm quan sát mà chúng ta vừa kể ở chỗ cái chặng quan sát đó. Thì như vậy trong một lộ trình tâm diễn ra đó, thì nhãn thức, thì khai ngũ môn, biết cảnh sắc bất định, nhãn thức thì biết cảnh sắc cố định, hai tâm nhãn thức đó. Rồi hai tâm tiếp thu, ba tâm quan sát, một tâm khai, một tâm phân đoán, 29 tâm động lực và 11 tâm na cảnh, hay là 11 tâm mót, cũng biết cảnh sắc, họ biết một cách không cố định, không có nhất định. Lý do đó là chúng ta phải hiểu rằng là cảnh sắc có 48 tâm biết, nhưng trong đó chỉ có 2 tâm nhận thức là biết nhất định, còn lại 2 tâm thông và 44 tâm dục giới nó hiện khởi ở trong cái lộ tâm nhãn môn, thì nó biết, cũng biết cảnh sắc, nhưng mà biết không cố định, không nhất định. Cũng vậy đối với cảnh thân thì cũng có 48 tâm biết cảnh thân, trong đó 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thân nhất định và cố định, còn 44 tâm dục giới, 44 tâm dục ý thức giới, ý giới và ý thức giới, dục ý giới và ý thức giới, và 2 tâm thần thông thì biết cảnh thân bất định, cảnh khí tức là hơi mùi mà mũi ngửi được, cảnh khí này nó là cảnh duyên ở trợ cho cái lộ tâm tỷ môn sanh khởi, và cái lộ tâm tỷ môn đó nó có 54 tâm dục giới phối hợp, có 54 tâm dục giới sanh khởi,
Nhưng trong 54 tập dục giới đó thì chúng ta lộ tâm nhãn môn, ở lộ tâm tỷ môn đó, thì ngoại trừ ra 8, tức là nhãn thức thiệt, nhãn thức nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, vì là cái lộ tâm tỷ môn bất cảnh khí, do đó chỉ có 48 tâm biết thôi. Thì 2 tâm tỷ thức biết bất định, biết cố định, và 44 tâm dục giới còn lại, và 2 tâm dự trí thì biết không cố định. Rồi đến đánh vị, đánh vị ở đây tức là cái gì mà lưỡi cảm nhận được, lưỡi cảm nhận được, hay chúng ta gọi là nếp, sai nếp ý. Thì cảnh vị này nó là cảnh duyên trợ cho cái lộ trình tâm thiện thức sinh khởi, thiện môn, tâm thiện môn sinh khởi. Cái lộ trình lộ tâm thiện môn sinh khởi nó gồm có 48 thứ tâm: khai ngũ môn, 2 tâm thiện thức, 2 tâm tiếp thu, 3 tâm quan sát, 1 tâm phân đoán là khai ý môn, 29 tâm động lực dục giới, và 11 tâm ngót, hay 11 tâm hưởng dư hưởng, cùng với 2 tâm dự trí. Thì 2 tâm thiện thức đó, gọi là biết cảnh vị nhất định, cố định. Còn 44 tâm dục, ý giới, ý thức giới với 2 tâm thông thì nó biết bất định. Rồi chúng ta nói đến cảnh xúc. Cảm xúc là cái gì mà thân, thần kinh thân cảm nhận được, cứng, mềm, nóng, lạnh, hay là chuyển động, đất, lửa, gió, bỏ không có nước, nước cảm nhận được, động không được. Cứng, mềm thì mình đụng được, nóng hay lạnh mình đụng được, nó căng hay là chuyển động thì chúng ta cảm nhận được, thì nó là cảnh duyên trợ cho thân thức, trợ cho cái lộ tâm thân môn. Cái lộ tâm thân môn này nó cũng có 48 tâm sanh khởi để biết cảnh xúc. Thay ngũ môn, 2 tâm thân thức, 2 tâm tiếp thu, 3 tâm quan sát, 1 tâm phân đoán, 29 động lực dục giới, và 11 tâm móc, tâm na cảnh. Trong đó 2 tâm thân thức là biết cố định, còn lại 44 tâm dục giới với 2 tâm dự trí, 44 tâm dục, ý giới, ý thức giới và 2 tâm thần thông thì nó biết cảnh không cố định hay là không nhất định. Cái ý nghĩa được giải giống như là những tâm
ở trong cái lộ nhãn môn vậy đó. Và bây giờ chúng ta lại nói đến cảnh ngũ. Cảnh pháp chúng ta học sau, bây giờ chúng ta học cảnh ngũ. Cảnh ngũ này là gom lại sắc thân khi bị xúc. Vì rằng có những thứ tâm dục giới mà nó biết cảnh sắc được, biết cảnh thân được, biết cảnh kiến được, biết cảnh vị được, biết cảnh xúc được. Cho nên chúng ta mới gom lại năm cảnh đó gọi là cảnh ngũ, để cho những cái tâm này, để nói chuyện tâm này, chứ không có tâm nào nó loan lỗ vừa cảnh sắc, vừa cảnh thân, vừa cảnh khí, vừa cảnh vị, vừa cảnh xúc. Không phải như vậy. Mà vì dựa theo tâm biết cảnh đủ cả sắc thân khí vị xúc, nên gọi cảnh đó gọi là cảnh ngũ. Ở đây có 54 tâm dục giới biết cảnh ngũ với hai cái tâm thần thông. Nhưng mà điều ở đây đó chúng ta không nói 54 tầng điểm giới biết cảnh ngũ được. Nếu như mà chúng ta nói tổng quát thì chúng ta nói được, chứ còn nếu chúng ta nói chi tiết thì chúng ta nói thế này: chỉ có 44 tầng điểm giới là biết cảnh ngũ được, tức là biết năm cảnh. Còn nhãn thức chỉ biết mỗi một cảnh, nhĩ thức biết mỗi một cảnh thân, tỷ thức biết mỗi cảnh khí, thiệt thức biết mỗi cảnh là cảnh vị, thân thức biết mỗi một cảnh là cảnh xúc. Còn hai tâm tiếp thu, ba tâm quan sát, khay ngũ môn, khay ý môn và 29 tâm động lực dục giới, nó cũng biết cảnh. Cảnh ngũ, sắc thân khi bị xúc nó biết hết. Hai tâm thông cũng vậy. Nhưng ở đây ba tâm ý giới, tức là hai tâm tiếp thu nó chỉ sinh khởi, hai tâm tiếp thu và tâm thân ngũ môn nó chỉ sinh khởi trong lục ngũ thôi. Trong lục ngũ môn. Do đó cho nên ba tâm này biết cảnh ngũ nhất định. Còn những cái tâm dục ý thức giới khác thì nó biết cảnh ngủ bất định hay là không cố định. Bây giờ quý vị sẽ hỏi rằng là cái tâm quả dục giới hữu nhân hay là tâm đại quả nó biết cảnh ngủ như thế nào? Thì đây xin thưa rằng, nếu mà tâm quả dục giới hữu nhân mà nó làm việc động lực, nó làm việc cái na cảnh thì nó hưởng cảnh dư, cảnh sắc, cảnh thân, khí vận, bị cảnh xúc được. Nhưng mà nếu mà nó làm, nó đang là cái việc gọi là hộ kiếp sau con gái thì nó không phải là biết cảnh ngũ, không phải biết cảnh ngũ. Chúng ta nhớ này. Cho nên nó tùy theo cái chức năng, cái chất, tùy theo cái chức năng của nó đang làm việc gì thì gọi là biết cảnh đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng biết cảnh đó.
Thì đây là chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về sáu cảnh: sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh ngũ. Mỗi một cảnh như vậy có bao nhiêu tâm biết. Bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng sẽ trình bày về cảnh pháp, cảnh chân đế, cảnh tục đế, cảnh dục giới, cảnh đấu đại. Hoặc là tùy Thượng tọa còn thời giờ bao nhiêu thì tôi nói nhiều, nếu mà không hết thì tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Sa thú Bích Sư Huynh thì sẽ nói một đoạn ngắn thôi về cảnh danh pháp, về cảnh pháp, rồi sau đó thì Sư Huynh Quang Hỷ nói về hai cái cảnh chân đế và tục đế. Dạ, tại vì sư đệ cũng có cái hẹn mấy người họ đến, họ sẽ rất họ đang chờ bên ngoài, rồi sau đó sư đệ sẽ trở lại sau khi sư huynh giảng về cảnh chân đế và cảnh tục đế. Sư huynh Quang Hỷ giúp giùm. Thưa quý Phật tử, đối với người học Phật pháp thì chúng ta biết rằng cái sự phân tích về cảnh á, nó liên hệ đến sự phân tích về tâm. Và khi mà nói đến tâm á, thì chúng ta đặc biệt là chúng ta hiểu nó có liên hệ rất nhiều đến sự tu tập. Nãy như quý vị nghe thì Thượng tọa Sư nói về năm cảnh ngũ, nói về cảnh ngũ tức là năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Bây giờ chúng ta nói về cảnh pháp. Cảnh pháp ở đây đó, chúng ta với việc quan hệ sửa dùng trong cái bài học đó. Khi mà chúng ta đánh máy chúng ta hãy đánh lộn với việc quan hệ những con số nhỉ. Bài học điểm những con số phải còn kỹ lên. Chúng ta nói có 108 tâm biết cảnh pháp, chứ không phải là 67 tâm, 108 tâm. Có 41 tâm dục giới trừ ngũ trục tức và ba ý giới, 27 tâm đấu đại và 4 tâm siêu thế. Thì khi mình nói về cảnh pháp nhanh nhất là chúng ta trừ ra ngũ trục tức và ba ý giới. Tại vì sao vậy? Gọi là cảnh pháp là không có tính cảnh sắc, không tính cảnh thinh, không tính cảnh khí, không tính vị, không tính cảnh xúc. Mà những cái tâm mà chuyên biết cảnh ngũ, chuyên biết năm cái cảnh mà vừa kể đó, thì nó chỉ có ngũ trọng thức và bảy giới. Bảy giới tức là bị cơ năng thì chúng ta đã được nghe được biết rồi. Những tâm này là gọi là tâm khai ngũ mục, đối với mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, thì nó luôn phải có cái người mở cửa do cảnh vô, chúng ta gọi là tâm khai ý môn. Còn năm cái cặp thức thì chúng ta gọi là ngũ song thức, thì những tâm đó là biết năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc mà Thượng tọa Tổ Sư vừa trình bày, và nó biết rất là trực tiếp. Như vậy trong 121 tâm đó, thì chúng ta loại ra 13 tâm đó, thì chúng ta còn lại 108 tâm. Ở đây chúng tôi muốn nói đến một vài điểm mà người ta thường lầm lẫn cảnh pháp. Đối với những cảnh kia là chữ pháp đó, ở trong Phật pháp, ở trong Phật học thì chữ pháp được dạy rất là rộng. Ví dụ như mình nói tất cả là pháp, thì dù là sắc, thinh, hương, vị, xúc đều là pháp. Nhưng mà khi chúng ta nói trong sáu cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì cái chữ pháp nó phải hiểu khác. Dạ.
cũng như là chúng ta hiểu pháp là lời dạy của Đức Phật. Và đôi khi chúng ta hiểu pháp là cái gì nó nghiêng về điều thiện, là như là nói pháp và phi pháp, làm việc phi pháp, làm việc pháp tức là việc sai, mà đối nghịch với phi pháp tức là đúng pháp. Nhưng mà nếu mà trong ý nghĩa nào đó đó thì chúng ta xài rất là rộng. Thì quý vị cẩn thận điểm này. Ở đây khi nói về cảnh đó, thì chúng tôi chỉ lưu ý một vài điểm mà quý Phật tử nên để ý. Là chúng ta coi chừng những cái khái niệm. Những cái khái niệm và thi thiết và cái cảnh thực. Ví dụ như chúng ta nếm vị, mà cái vị đó là nó có mùi cay và nồng, và chúng ta nói rằng mình nếm đây là vị wasabi, đây là vị mù tạt, hay đây là vị radish, thì ba cái đó nó đều cho chúng ta có vị hơi cay hơi nồng. Nhưng mà nếu chúng ta là người biết ăn thì chúng ta biết rằng cái cay nồng này là của mù tạt, cái cay nồng này là của radish, và cái cay nồng này là của wasabi. Nhưng mà nên nhớ rằng những cái chữ như là wasabi hay là radish hay là mù tạt đều là thi thiết, đều là khái niệm. Vị đó là vị, thật ra nó chênh lệch với nhau trong đường tơ kẻ tóc. Chúng ta phải để ý giữa cái cảnh vị, cảnh sắc, cảnh thinh, hương vị xúc và cảnh pháp, nó không có xa với nhau đâu. Theo hoặc giả là lời của thiền tọa từ xưa nói khi nãy và bây giờ, thì khi mà chúng ta nghĩ chúng ta không còn nghe trực tiếp nữa, nhưng khi chúng ta đang nghe mà trái lại chúng ta đã bỏ mic rồi, bây giờ chúng ta nhớ được, ồ hồi nãy thiền tọa nói điều này, thì cái gì mà chúng ta nhớ lại đó, cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Khi mà cảnh ngủ nó trở về quá khứ, đó là cảnh pháp. Thưa quý vị, trước đây chúng ta có học về những cái tâm sanh qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Có những tâm sanh qua nhãn môn, nhưng mà nó lại biết thành pháp. Ví dụ như là cái tâm xử lý cảnh chẳng hạn, nó tới biết cảnh pháp. Mình nhìn thấy một cái bức tranh, mình gọi đó là bức tranh của Van Gogh, mình gọi đó là bức tranh của Picasso, nó là tranh thủy mặc và vật. Thì tuy là nói cái bức tranh đó là chúng ta đụng tới ánh sáng, nhưng mà chúng ta nhận thức, chúng ta phân biệt, chúng ta liệt kê, chúng ta đánh giá, thẩm định của vật, cái đó thuộc về cảnh pháp. Và vì điểm này chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta chỉ muốn nói một điều ngắn là thành ra năm cảnh sắc, tinh, khí, vị, xúc, năm cảnh đó nó trong cái cửa sổ của tâm thức ấy, thì nó đến một cách rất là ngắn gọn. Chúng ta biết rằng có 13 tâm chuyên môn biết sắc, tinh, khí, vị, xúc, đó là ngũ sắc thức và bảy ý giới. Còn những cái tâm sau này thì thứ gì hoặc là cơ năng hoặc là xử lý đó, thì nó không còn biết trực tiếp nữa, mà nó chỉ là như là ấn tượng. Vì vậy thì chúng ta định ý cái chữ cảnh pháp. Ở trong thiền học đó thì cho chúng ta biết rằng con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, để đến vị thần cảm xúc đó, thường là cái mình đã gửi lại cho chúng ta rất là nhiều những cái thể dục, do đó nó gọi là năm dục trứng dưỡng. Điều này không có nghĩa là cảnh pháp
không có tạo nên dục trứng dưỡng. Như khi mình suy nghĩ miên man cái gì cũng có. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì năm cái khanh ngủ của nó rất thật, nó rất là trực tiếp, rất thẳng. Và do vậy cái nó khác với một phần với cảnh pháp. Dù sao hồi đi nữa thì một cách để mà hiểu tương đối chính xác đó, là chúng ta lấy cái gì ngoài ra mình cảnh ngủ, ngoài sắc tinh cái vị xúc thì là cảnh pháp. Bây giờ thì bạch thượng tọa Thừa Siêu không biết thượng tọa có ở trước máy không, nếu thượng tọa Thừa Siêu đang ở trước máy xin thỉnh thượng tọa Hoàng Nghị trở lại để giảng về cảnh chân đế và tục đế, cảnh chân đế và cảnh thi thiết. Chúng ta không nhất thiết là phải đi hết ở trong tuần này, nhưng mà tới đâu thì hãy đến đó. Chủ nhật tới này thì chúng ta vẫn có thể trở lại để hoàn tất bài học ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được hỏi, không biết thượng tọa Tuệ Siêu có một cái trực máy và nghe được không? Thưa quý vị, thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trực máy. Chúng tôi phải bước ra ngoài một chút. Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền thì nghe được thượng tọa Hoàng Nghị nói thêm vài câu trong lúc chờ đợi thượng tọa Tư Quyền trở lại. Và khi được thượng tọa Tư Quyền trở lại, quý Phật tử Hoàng Nghị thỉnh chúc. Và dường như thượng tọa Tư Quyền cũng không có mặt ở trước máy. Sư Nguyễn Thông ấy, Sư Nguyễn Thông có mặt ở trước máy không? Dạ, Sư Nguyễn Thông có thể nói cho vài lời và để được tự trí qua thì nếu khi đầu thì tọa Thầy Siêu trở lại trước máy, xin đại đức Thầy Siêu qua thì thỉnh thượng tọa Thầy Siêu giảng cho phần cảnh chân đế và tục đế. Có lẽ hôm nay chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Thỉnh Siêu Nguyễn Thông. Dạ, bây giờ tôi có lẽ xin nhân nhớ rõ. Dạ, xin cảm ơn chú vị. Dạ, chúng ta là Phật tử và vì là chúng ta có cái cơ duyên là tiếp cận đến giáo pháp của Thế Tôn và may mắn cho chúng ta là giáo pháp của giáo pháp Nguyên Thủy. Và trong cái giáo pháp này thì tất cả những cái khẩu hành, thân hành và ý hành của chúng ta là chúng ta phải theo lời Phật dạy. Là khi mà chúng ta hành động bằng lời nói, hành động hay là tư duy thì chúng ta nên theo lời Thế Tôn đã giảng dạy là dùng cái tam giải thoát môn, tức là muốn nói, muốn hành động, muốn làm việc gì thì phải là từ cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Đối nghịch lại cái tam độc là tham sân si. Kính thưa chú vị, tại sao phải như vậy? Là bởi vì nếu mà chúng ta hành động mà do cái sự phóng dật, do cái sự vô tâm, do cái sự mà mất cái chủ trụ, mất cái chỗ đứng của chúng ta, mà chúng ta hành động do tham sân si, thì khi mà hành động do tham sân si thì cái kết quả là khi mà thân hoại mạng chung, chúng ta sẽ đi vào địa ngục. Bởi vì Đức Phật đã giảng giải rằng có một ngày nào đó Ngài đi qua một khu rừng dẫn theo 500 vị tỳ kheo. Thì Ngài cúi xuống và nắm lên một cái nắm đất. Ngài nói này, này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đều xa vào địa ngục như là nắm đất ta vừa buông ra xuống. Chỉ còn có vài hạt cát
hạt đất còn dính lại trong kẻ tay của Ngài, thì đó là những chúng sanh may mắn được trở lại làm người hoặc là đi vào cõi thiên. Vì vậy, kính thưa chú vị, nếu mà chúng ta không có học, không có nghe lời giảng giải của Thế Tôn, thì chúng ta sẽ quên đi mà không được thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, không có thủ hộ các căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Để mà, bởi vì con người của chúng ta có cái tính tham lam, tham đắm, và vì vậy cho nên dễ dàng mà sa vào địa ngục khi mà chúng ta phạm giới. Trên thế gian này, Đức Phật giảng dạy rằng có một cái chân lý tuyệt đối. Cái chân lý đó không có ai đặt ra. Bởi vì không ai đặt ra cho nên nó không bị ảnh hưởng của ai cả. Cái chân lý đó như là một quan tòa. Người nào bị phạm giới thì kể cả một vị chánh đẳng chánh giác cũng phải bị trả quả của nó. Nhưng mà một người mà như là chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ phạm giới, là bởi vì Ngài đã hoàn thành tất cả những cái điều mà Ngài phải hoàn thành. Ngài nói nhiều nơi là những điều cần học thì ta đã học, những điều cần biết thì ta đã biết, những điều cần loại bỏ thì ta đã loại bỏ, vì vậy ta là Phật. Vì vậy, kính thưa chư vị, một người mà đã dùng 20 A Tăng tỷ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất để tu luyện, để thành tựu cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác trên thế gian này, và trong cái quốc độ này thì chỉ có Thế Tôn là người đã thành tựu điều đó. Và vì vậy cho nên, kính thưa chư vị, những lời Thế Tôn giảng dạy mà chúng ta gọi là Dhamma, chữ Dhamma có nghĩa là Pháp hay là Phật Pháp, là Buddha Dhamma đó, là những lời mà Đức Phật đã giảng dạy, và đó là chân lý, mà hiểu là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này. Trên trần gian này không có gì quý hơn Đức Phật, trên trần gian này không có gì quý hơn giáo Pháp, và trên trần gian này không gì quý hơn chúng tăng. Vì vậy cho nên Phật Pháp Tăng là tam bảo mà chúng ta gọi là nên tổ, nên cái chỗ nương dựa của chúng ta. Vì vậy, kính thưa chư vị, học theo Phật Pháp, hành theo Phật Pháp, mà Đức Phật gọi là một sự cúng dường cao thượng Ngài. Ngài không cần chúng ta phải mua chuối, mua xôi, mua cái gì để mà cúng dường Ngài, mà Ngài nói một cách cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất là hành theo lời Ngài dạy. Khi mà Nguyên Thông đọc cái lời này, Nguyên Thông thấy là cái tâm từ bi của Ngài rất là rộng, bao la, vô lượng. Vì sao? Vì khi mà chúng ta hành theo lời Ngài dạy thì chúng ta sẽ đạt được những điều mà Ngài đã đạt được. Vì vậy cho nên chúng ta rất may mắn có một vị đạo sư, là một vị đạo sư rất đầy từ bi, nhân ái. Trên thế gian này không có người nào từ bi hơn Ngài, không có người nào hiểu biết hơn Ngài. Và vì vậy chúng ta, kính thưa chư vị, thật là rất may mắn được làm đệ tử của Ngài. Vì vậy, kính thưa chư vị, trong khi mà chúng ta còn đang trong thời gian này, cái thân xác chúng ta là một thân xác vô thường. Nhưng mà chúng ta thể theo lời Đức Phật giảng dạy để dùng cái thân xác vô thường, bất tịnh này mà để tạo thành những cái thiện pháp. Nhờ cái thiện pháp đó mà chúng ta sẽ được an ổn khi nhắm mắt lìa đời, và sẽ chúng ta sẽ nhờ cái ba la mật này tiếp sau chúng ta sẽ được sanh vào một cảnh thái, cảnh giới được tốt đẹp hơn, mà có trí tuệ hơn, để tiếp tục tụ thành được những cái ba la mật, để khi mà chúng ta gặp được một vị chánh đẳng giác ra đời thì chúng ta sẽ sẵn sàng để mà được Ngài để ý đến và giáo hóa cho chúng ta, để có thể chấm dứt cái sanh tử luân hồi trong trần gian này. Kính thưa chư vị, đó là những điều mà Nguyên Thông muốn khơi dậy ra nơi đây, để mà chúng ta có thể tư duy. Nếu xét thấy đúng thì chúng ta hãy hành theo, nghe lời theo Thế Tôn giảng dạy, mà từ bỏ những cái tham sân si, mà để thành những cái tâm vô tham, vô sân, vô si, để tạo thành những cái ba la mật, để có thể sẵn sàng trong vài triệu kiếp nữa có thể gặp được một vị chánh đẳng giác, để mà chúng ta sẽ được Ngài hướng dẫn mà tu hành để chấm dứt sanh tử luân hồi trần gian này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con vừa nói xong những điều mà con thấy là cần nói. Bây giờ con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng hay là chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính mời sư bá để xin con xin mời ngài. Cảm ơn sư Minh Thông. Chúng tôi vừa ra bên ngoài cho nên khi trở vô thì nghe sư Minh Thông nói. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu 20 phút để trình bày về hai cảnh, tức là cảnh chân đế, cảnh dục giới. Ở đây khi chúng ta nói đến cảnh chân đế, chúng ta phải hiểu rằng là cái gì thuộc về tâm, tâm sở sáu pháp niết bàn thì cái đó là mình là cảnh chân đế. Cho nên tâm biết cảnh chân đế không nhất thiết là tâm đó phải biết đủ cả 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn đâu. Bởi vì không có thứ tâm nào mà biết đủ gì hết. Chỉ cần tâm đó nó chuyên môn hoặc là nó có thể biết một thứ tâm hay một thứ tâm sở hoặc một thứ sắc pháp hoặc là biết niết bàn, như vậy là biết cảnh chân đế rồi. Cho nên cái chỗ này các vị phải nhớ rõ. Thì thông thường tâm nó biết cảnh, có những loại tâm chuyên môn biết cảnh tục đế như là tâm sắc giới v.v. Nhưng ở đây cảnh chân đế thì cái tâm chuyên môn biết cảnh chân đế như tâm nhãn thức chuyên môn biết cảnh sắc, nhĩ thức chuyên môn biết cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh khí, thiện thức biết cảnh vị, thân thức biết cảnh xúc, hai tâm thức thô của tâm căn môn là biết cảnh ngũ. Cái đó là 13 tâm ở chuyên môn biết cảnh chân đế. Ba tâm quan sát cũng biết, gọi là biết cảnh chân đế, nhưng mà bất định là bởi vì ba tâm quan sát đó khi mà nó làm cái công việc hay là cái chức năng là tâm mót hay tâm tập duyên thì nó biết cảnh khác, chứ không phải nhất thiết biết cảnh chân đế như là tâm tiếp thu. Chúng ta nhớ vậy. Còn tâm bất thiện, tâm thiện và tâm tốt, tâm động lực tốt, thì hai kiếp tâm động lực này khi nào cũng biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì đó gọi biết cảnh chân đế. Nhưng mà có khi cũng biết cảnh tục đế, chẳng hạn như là chúng ta khởi lên lòng tham, chúng ta thích
ăn xoài, thích ăn sầu riêng, thích ăn ổi, ăn bận, thích ăn hàng quán, hay thích uống cà phê, thích uống rượu, thích hút thuốc lá, thì tất cả những cái thứ đó đó, rồi chúng ta chế định, đây là xoài, đây là mít, đây là sầu riêng, thì như vậy tất cả trong động lực dung giới cũng biết cảnh, tục đế là như vậy. Cho nên nó biết cảnh chân đế bất định. Còn bây giờ đối với hai tâm thông, này biết cảnh chân đế cũng bất định lắm, nghĩa là không có sự nhất định, bởi vì cảnh đạo cũng biết, cảnh dục giới cũng biết, mà cảnh chân đế cũng biết, cảnh chế định cũng biết và cảnh chân đế cũng biết. Cho nên chúng ta nên lưu ý trong 54 tâm dục giới đó thì chỉ có 13 tâm vô nhân là ngũ xung thức và ba tâm lý giới là biết cảnh chân đế nhất định thôi. Còn ba tâm quan sát, tâm khai ý môn, tâm sinh tiếu thì biết cảnh chân đế bất định. Ồ, xin lỗi quý vị. Cái tâm ở trong bài chúng ta ghi là 17 tâm vô nhân, chỉ trừ ra tâm khai ý môn. Thì 17 tâm vô nhân đó là biết cảnh chân đế cố định. Nhưng thật ra đó thì thưa quý vị, cái chỗ này chúng ta phải hiểu lại một chút xíu. Như chúng tôi đã nói, trừ ngũ xung thức, trừ tâm thế yên môn, trừ sinh tiếu, tâm vị A-la-hán, tâm sinh tiếu là miệng cười vị A-la-hán. Khi Ngài nhìn thấy, thí dụ như Đức Phật Ngài nhìn thấy một con quạ mù, hay là nhìn thấy một con heo rồi Ngài mỉm cười, để mà Ngài lấy cái cớ mà Ngài thuyết pháp. Thì trong trường hợp này, tâm sinh tiếu của vị A-la-hán lúc đó biết cảnh, tục đế chứ đâu biết cảnh trần đế. Rồi qua tâm quan sát thì nó biết cảnh sắc tinh khi bị xuất ngũ thì nó biết cảnh chân đế. Nhưng mà khi mà nó làm việc na cảnh hay là làm việc mót á, hưởng cảnh thì nó hưởng cảnh. Nếu mà cái tâm động lực mà biết cảnh tục đế thì khi mà những cái tâm dư cảnh, hưởng cảnh, dư hưởng này nó cũng biết cảnh tục đế. Cho nên ở đây chúng ta sửa lại số 17 tâm vô nhân đó, thì chúng ta nói 13 thôi, chúng ta 13 thôi. Trừ 3 tâm quan sát, khẩy môn và sinh tiếu. Hay nói cách khác tức là ý thức giới vô nhân, trừ 5 tâm ý thức giới vô nhân. Cái này chúng ta chú ý chút xíu. Rồi bây giờ có những cái tâm biết cảnh chân đế nhất định là ba tâm thức vô biên. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà vị hành giả
vượt qua cái tâm thị sắc giới. Vị đó tạo nên một cái đề mục, tức là khái niệm về hư không, không biên giới, hư không không biên giới, không có giới hạn, hư không không cùng tột, ananto akaso hay là akaso ananto. Thì cái hư không đó là hư không chế định, cảnh đó gọi là cảnh chế định, cảnh tục đế, hay gọi là cảnh thiên thiếp. Những cái nhân tí, cái nhân tà ra mà nán là cảnh chế định, tỉnh thiên thiếp, nhưng mà chúng ta gọi cảnh tục đế cũng được. Để thôi chúng ta xem trong bài, chúng ta thấy cảnh thiên thiếp, chúng ta không biết cảnh đó cảnh gì. Nãy giờ chúng tôi nói, chúng tôi dùng toàn là cái từ cũ, tức là từ tục đế, hay là cảnh chế định. Cảnh chế định thôi, cảnh nhắc tí. Thì ở đây thưa quý vị ba, khi mà đắc chứng được cái thiền không vô biên rồi đó, thì lúc bây giờ bị hành giả mới có một cái tưởng, các ý tưởng về tâm thức, nói là vô biên chứ không phải là hư không vô biên. Vì sao vậy? Bởi vì hư không nó đã là không cùng tận. Và bây giờ tâm biết được hư không đó, thì tâm đó nó mới thật sự là vô biên. Cho nên mới chấp nhận, mới nhìn vào cái tâm thiền chứng cũ, tâm thiền chứng không vô biên xứ đó, để là cái đề mục mà tiến đến thiền thức vô biên xứ. Do đó ba tâm thức vô biên được xem như biết cảnh chân đế. Vì biết lại cái tâm thiền cũ. Rồi khi mà đắc chứng được cái thiền thức vô biên xứ rồi, thì vị hành giả tiếp tục có một cái khái niệm thì thiết khác là không phải hư không là vô biên, mà cũng không phải là thức vô biên. Thật ra thì không có gì cả. Theo ngài Bố Thâu Khô Sáng, ngài thí dụ thì cũng giống như một người mà họ đi ở trên thuyền, khi mà thuyền lúc lắc á, thì họ mới bám vào một cái chỗ nào đó, nhưng khi bám để đứng yên lại đó, cái vị này mới, cái người này họ mới nhìn lại cái tay của họ bị dính nhớt, dính bẩn do cái mạng thuyền mà họ dính thì nó không có sạch. Thế là họ phải dịnh qua cái chỗ khác. Nhưng mà dù dịnh qua chỗ khác nữa, thì vị này cũng cảm thấy là nó không ổn, cho nên mới buông tay ra, không dịnh đâu cả. Nhưng vị này giữ cái tư thế đứng vững, thì cũng giống như là trước thì dịnh vào hư không, cho rằng là không
giới hạn. Nhưng mà thế đến là chìm vào cái tâm thức này, cho rằng thức là giới hạn. Nhưng rồi vị này tiến lên nữa là không phải không có dịnh vào hư không, mà cũng không có dịnh vào thức là vô biên, mà vị phủ nhận là nát thức kiên trí là không có chi hết. Thì do đó trên thứ ba này nó biết thành tục đế. Nhưng mà rồi đến cái thiền vô sắc thứ tư là tiền phi tưởng phi vi tưởng, thì lại lấy cái đề tam thiền vô sở xứ làm cái đề, làm cái thiền án, cho rằng phủ nhận cũng không phải là không có cũng không được, có vừa có vừa không có. Cho nên nhìn vào cái thiền thứ ba mà chứng được phi tưởng phi tưởng, cho nên được gọi là biết cảnh chân đế. Rồi 40 tâm siêu thế cũng biết cảnh chân đế nhất định. Tại sao vậy? Bởi vì niết bàn là cái pháp chân đế vô vi, và tâm siêu thế là tâm chuyên môn biết cảnh niết bàn, cho nên gọi biết cảnh niết bàn, biết cảnh chân đế nhất định. Thì ngoài 46 tâm, ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng phi tưởng, 40 tâm siêu thế, với ngoài 13 tâm ngũ sùng thức bảy giới, bốn mươi sáu, năm mươi sáu, năm mươi chín tâm, chỗ này chúng ta gọi là 59 tâm. 59 tâm đó là biến cảnh chân đế. Nhất định. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cảnh tục đế, cảnh giới định. Thì thưa quý vị, cái cảnh giới định này tức là nói đến những cái từ thông thường thưởng thức ở bên ngoài, cái gì mà không thuộc về chân đế mà được nói đến thì cái đó nó là cái pháp chế định. Thí dụ như chúng ta nói cái đồng hồ, cái ly, cái tách, cái chén, cái dĩa, hay cái nhà, hoặc là nói con chó, con mèo, con trâu, con bò, hay nói con người, người Mỹ, người Pháp, con vân, hay người Việt Nam gì đó, thì tất cả những cái đó nó thuộc về cái pháp thi thiết, cái cảnh thi thiết, cái cảnh chế định. Do đó ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là tâm mà biết cảnh chế định đó, thì nói tổng quát là tâm khai môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm động lực dục giới, tình hảo. Chúng ta gọi 16 tâm động lực dục giới tình hảo cũng được, chúng ta không cần phải nói 16 tâm động lực dục giới hữu nhân cũng được, hồi xưa bây giờ gọi tâm tình hảo.
Vì tâm định ảo diệu giới nên chỉ giới hạn có 24 tâm thôi. Ở trong 24 tâm đó tổng lực có 16 tâm mà. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tốt. Rồi tâm biết cảnh thi thiết cũng là có thêm 15 tâm sắc giới, 2 tâm diệu trí, 3 tâm không vô biên xứng, 3 tâm vô sở xứng. Thì bây giờ 15 tâm sắc giới với 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở xứng là biết cảnh chế định, biến cảnh thiên thiết cố định, nhất định. Còn ngoài ra đó, như là tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm động lực dùng giới hướng dân, thì cái này gọi là biến cảnh chân đế bất định. Nhưng khi biết khi không, ở biến cảnh này thì thiết mới định thì biết thì không. Còn ba tâm không vô biên, ba tâm tức vô biên như khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó. Vì những cái tâm thiền chứng này, những cái tâm thiền này khác, đưa ra cái khái niệm về hư không, không biên giới, hư không là vô biên hay là phủ nhận không có gì cả, cho nên gọi là biết cảnh thi thiết. Nhất định chúng tôi vừa trình bày xong về cái cảnh chân đế, cảnh chế định có bao nhiêu tâm biết với lý do, thì bây giờ đã hết giờ rồi, cho nên chúng ta chỉ mới học có chín cảnh. Như vậy chúng ta còn có đến 12 cảnh nữa, chắc có lẽ là tuần sau chúng ta vẫn chưa có, chúng ta vẫn phải tiếp tục với 12 cái cảnh này. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin kính thỉnh nếu thượng tọa giác đẳng có mặt, nếu không thì xin mời cô Beta Pena lên để ở phước và đứng rước. Nam mô Bổn Thầy nhé. Tưởng hôm nay chúng ta chỉ mới học tới cảnh chân đế và cảnh khác. Thật ra thì không có gì để gặp, mình thà phải học một chậm. Là chủ nhật chúng ta sẽ trở lại. Xin được kính chúc Thượng tọa Thiền sư đã phong đường để thuyết giảng đại lễ này. Xin chào tạm biệt quý vị, kính chúc tất cả một ngày an, một đêm an lành. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ lớp giảng tương ứng của Thượng tọa Thiền sư. Hẹn gặp lại quý vị và quý vị. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ sa thú lành thầy. Con Metta Pañña xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức Đà Lạt kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân
đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cùng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.